Bây giờ mà nói về các pháp vi diệu, tâm, ý và ý thức, năm pháp, ba tự tánh, tướng. Đấy là những gì mà chư Phật, chư Bồ Tát, những gì đã thâm nhập được cảnh giới tự tâm. Lìa các hành tướng, xem là nghĩa chân thật, là nòng cốt của Phật giáo. Xin Thế Tôn thuận theo chư Phật quá khứ, vì Bồ Tát trong núi này mà diễn nói cảnh giới của Pháp thân. Như những làn sóng của biển trong tạng thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, ý đại chúng thấy rằng Bồ Tát Đại Huệ, Ngài vì thương xót cho chúng sinh thời hiện tại cũng như trong cái thời vị lai này, mà thưa thỉnh với Đức Phật thuyết pháp những cảnh giới của Pháp thân. Cũng như là các di tế vọng tưởng hàng ngàn như là làn sóng biển nó đang ngủ ngầm ở trong cái tầng a lại gia thức của từng chúng sinh. Bây giờ kinh văn kế tiếp: Phật bảo Bồ Tát Đại Huệ có bốn loại nhân duyên chuyển nhãn thức. Bốn nhân duyên ấy là gì? Ấy bởi không biết sự vật do tự tâm hiện nên khởi sự nắm giữ. Hai, bởi tập khí hư vọng từ vô thủy chấp trước sắc tướng. Ba, bởi bản tính của các thức vốn như vậy. Bốn, ưa nhìn các sắc tướng. Đại huệ, vì bốn nhân duyên ấy nên thức a lại gia giống như nước lũ sinh ra những luồng sóng sóng lớn. Về các thức khác cũng như vậy, ở tất cả căn di trần lỗ chân lông vân vân. Chuyển thức hoặc là sinh thức như gương sáng hiện các sắc hình. Hoặc sanh từ từ như gió mạnh thổi trên biển lớn, biển tâm cũng vậy, bị gió cảnh giới làm cho nổi dậy những làn sóng thức nối nhau không cùng. Vì không biết tự tánh của sắc thanh hương vị xúc pháp nên năm thức hoạt động. Đại huệ, cùng với năm thức này do nhận thức các cảnh tướng khác nhau mà ý thức sinh khởi. Nhưng các thức ấy không nghĩ rằng chúng ta đồng thời làm nhân cho nhau, mà khởi các cảnh giới do tự tâm hiện, rồi phân biệt chấp trước, đồng thời phát sinh, chứ thật ra không có những tướng trạng riêng biệt, tự rõ biết đối với tướng của chính mình. A Di Đà Phật, quý vị thấy câu văn này mới đọc ra thì nó rất là tối nghĩa. Bởi vì hầu như là cái văn Đại Thừa đó, khi mà quý vị mà muốn tu đó là quý vị phải đọc tụng, và sau đó quý vị phải dành thời giờ để mà suy ngẫm. Trong cái thời gian suy ngẫm thì quý vị mới tìm ra được những ẩn ý của Đức Như Lai. Còn bằng không thì cái ẩn ý này nó không có thực hiện được. Bởi vì quý vị biết rằng Đức Như Lai Ngài nói một cái lời pháp ra, cái lời pháp này nó lợi ích cho hạ căn, trung căn và thượng căn. Và những người mà hạ căn thì họ có một cái tầm nhìn khác, những người mà trung căn họ có cái tầm nhìn lớn hơn. Và những cái bậc thượng căn thì họ phải dùng cái trí thanh tịnh để họ tìm ra được những cái ẩn ý mà Đức Như Lai muốn nói ở trong kinh sách này. Như vậy thì khi Bồ Tát Đại Huệ thưa hỏi Đức Phật về giảng thuyết về Pháp thân và sự di tế của vọng tưởng của tâm A Lại Gia Thức, bây giờ thì Đức Phật dạy rằng trong cái ngũ căn của chúng sinh, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, những cái căn này nó đều có bốn cái nguyên nhân nó làm cho tác động để sanh ra cái sự phân biệt. Và chính cái sự phân biệt chấp trước này mà nó sanh ra các vọng thức từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Bây giờ nói tóm lại thì bốn nhân duyên đó là: một, tất cả những cảnh giới bên ngoài mà tất cả đại chúng đều nhận biết bây giờ, thấy rõ ràng, sờ được, nắm được, đó chính là những cái cảnh phản chiếu của tự tâm hiện ra. A Di Đà Phật, cái điều này là quý vị thấy Đức Phật dạy rất là rõ ràng.
chúng ta ở trong tâm tưởng như thế nào thì cảnh giới bên ngoài nó sẽ hiện ra như thế. Bây giờ tại vì chúng ta tu đến cái trường hợp chưa có thắng diệu, thành ra chúng ta chưa thấy điều này. Trong cái cuốn Cực Lạc Di Luận Đạo thì sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng ngài cũng có nói, khi mà ngài thuyết pháp cho các bậc mà ở trung phẩm trung sinh nghe đó, thì khi mà ngài vừa cái hiện tượng một cái tư tưởng nào trong tâm của ngài vừa mất phát khởi thôi, thì tư tưởng nó hiện thành một cái lời nói rõ ràng ở trong cái chánh điện của đại chúng đang nghe. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đang là cái người tu thập thiện, những cái thập thiện đó là những cái tác nhân nó nhận, nó đưa vào ở trong cái tạng thức của mình. Và những cái tác nhân này đó, khi mà nó lớn mạnh rồi đó, thì bây giờ khi mà quý vị lâm chung đó, thì cái cảnh giới của thế gian này tự động nó biến mất. Và cái cảnh giới mà quý vị thâu nhập ở trong tàng á, lại gia thức là thập thiện, nó bây giờ nó phát hiện ra. Mà nó phát hiện ra thì nó biến ra thành cái cảnh giới của thiên đàng, tất nhiên là cái cảnh trời lục dục thiên. Thành ra quý vị thấy rõ ràng là từ những cảnh giới mà chúng ta sanh vào là do tự tâm chúng ta nó phát sinh ra. Đây là cái chỗ mà Đức Phật giảng dạy rất là rõ ràng. Để chi? Để cho những người có trí họ không có vướng mắc vào. Những người mà vô trí đó thì họ không biết việc cái tâm sanh ra cảnh nên họ đắm chấp. Và từ cái đắm chấp rồi họ sanh ra cái ưa thích. Ưa thích rồi họ sanh ra cái ái thủ. Từ cái ái thủ họ sanh ra tất cả những hành động để mà họ giữ lại những cái gì mà họ đang ưa thích. Do đó họ làm tất cả những việc gì để họ nắm kéo những cái hình ảnh mà họ nghĩ rằng đây là những cái điều ích lợi cho họ. Chính vì thế mà trong tâm của chúng sinh luôn luôn nó có muôn ngàn cái vọng tưởng. Quý vị thấy tâm chúng sinh không bao giờ mà ngưng động được hết. Tại vì những cái tâm mà nó ngưng động ở bên thiền tông gọi là tiêu tức, là những bậc này phải từ A-na-hàm trở lên. Những bậc A-na-hàm trở lên thì những cái khuấy động từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nó không còn sao động nữa. Mà trong tâm những vị A-na-hàm là một cái biển là chân như rất là rộng lớn. Mặc dầu cái pháp nó chưa hiện hành, nhưng mà trong tâm nó đạt được cái sự thanh tịnh. Quý vị thấy từ năm cái căn này là nó sanh ra muôn ngàn cái vọng tưởng, giống như là những cái âm gian do cái nghe của tai. Muôn ngàn cái vọng tưởng của mùi hương do sự phân biệt nó phát sinh từ cái căn mũi. Và muôn ngàn cái vị mà ném đắng cay nặng ngọt mặn ngọt nó phát sinh do từ căn lưỡi. Và quý vị thấy muôn ngàn cái cảm giác qua sự tiếp xúc nó phát sinh từ căn thân. Bây giờ nói về cái nhân duyên thứ hai của sự chuyển thức là từ của năm căn là từ đâu? Bởi những cái tập khí chấp trước của tất cả quý đại chúng. Từ trong vô thủy nó được chứa trong tàng a lại gia thức. Và ngày hôm nay nó phát hiện ra. Bây giờ cái điều này rất là rõ ràng. Bây giờ nói về tập khí, tức là hành động tạo tác. Hành động tạo tác thì này, nó có hai phần. Nó có cái phần thiện và nó có phần ác. Nếu mà quý vị mà không có thi hành những cái điều thiện giống như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thì quý vị sẽ không có sanh vào những cái chỗ mà an lạc được. Mà cảnh giới của quý vị là thường thường ở đâu? Ở biên địa. Quý vị biết ở thế gian này biên địa là chỗ nào không? Biên địa là cái chỗ giáp ranh với những cái nước mà nó được, nghĩa là tự do, nó được giàu sang, nó được no ấm. Còn mình biên địa là mình nằm ở những nước mà nó thuộc về nghèo khổ. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là cái cảnh giới là nó từ ở trong cái hành động tạo tác của mình, hay nói đúng hơn, nó là tập khí chấp trước từ vô thủy của mình, nó nằm ở trong tàng hay là gia thức, và hôm nay nó hiện ra cái cảnh giới để cho chúng ta sống ở trong đó. Và khi mà cái tập khí này nó bị tiêu diệt đó, thì tâm thanh tịnh nó được hiện tiền. Thành ra cái người tu thiền là tiêu diệt tập khí để đạt đến cái chỗ mà tâm thanh tịnh. Quý vị thấy rằng cái ngài
Ngài Triệu Châu khi ngài nghe qua cái pháp ngữ thì ngài đạt ngộ nha. Ngài nghe pháp ngữ ngài đạt ngộ, tuy nhiên cái tạp khí từ vô thủy chấp trước này nó đâu phải là nó dứt liền đâu. Thành ra ngài phải bỏ lên trên núi cao, ngài xa lánh người đời, ngài xa lánh cái pháp thế gian, ngài tu hành trong 30 năm ngài mới tiêu diệt được cái tập khí tự tánh này. Thành ra bây giờ có những người họ ngạo mạn, họ nghe một cái lời pháp ngữ rồi đó, rồi họ nghĩ rằng họ chứng đắc. Họ nghe, họ hiểu, nhưng mà tập khí vẫn nằm ở trong cái tàn ở lại giác thức, chưa có phá sạch. Bây giờ nói về nguyên nhân thứ ba. Cái bản tánh của ngũ căn nó vốn là như vậy. Chẳng hạn như tại sao nó vốn là như vậy? Chẳng hạn như cái tà bản tánh của nước thì nó ướt. À. Thì bây giờ quý vị muốn nói rằng nước không ướt không được. Tại vì cái bản tánh nó là ướt. Thì ở đây cái nhân duyên thứ ba là bản tánh của ngũ căn nó như vậy. Có nghĩa là mắt thì nó làm sao? Nó phải nhận được cái sắc. Tai thì nó phải nghe âm thanh. Mũi thì nó phải ngửi các mùi hương. Lưỡi thì nó phải nếm các vị chua ngọt đắng cay. Và thân thì nó phải cảm xúc khi mà cắt tắt. Khi các tác nhân bên ngoài nó chạm đến. Đây là cái bản tính tự nhiên của nó. Thứ bốn, nhân duyên thứ tư chính là sự đắm say và vướng mắc. Ngày hôm nay quý vị thấy rằng chúng sinh tu rất là nhiều, nhưng mà không có tiêu diệt được tập khí này. Và cũng không có lưu trừ được những cái vướng mắc từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vậy. Do đó nhìn được như mắt thấy được cái cảnh đẹp thì đem lòng yêu thích, tai nghe những âm thanh trong trẻo ngọt ngào thì đắm say, mũi mà ngửi những mùi hương mà ngào ngạt từ thân người, từ muôn hoa, từ cỏ nội mây ngàn thì ưa thích, lưỡi thì hay nếm những cái vị ngon ngọt thì muốn ăn hoài không thôi. Do đó năm căn này hầu như nó vướng mắc ở trong cái cảnh trần của thế gian. Do đó quý vị thấy người tu không có vượt thoát được. Mà căn mà nó vướng mắc ở trong cái trần rồi đó, thì quý vị phải nằm ở trong cái luật nhân quả luân hồi. Tóm lại là bởi do bốn cái nhân duyên này mà tâm thức nó bị dao động. Và nương theo cái sự dao động này, nó đắm chìm ở trong tất cả những cảnh giới. Chứ không biết rằng tất cả những cảnh giới mà đại chúng hiện đang có, hiện đang thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, nếm bằng lưỡi và cảm xúc bằng thân, vốn là tập khí. Từ vô thủy nó chấp chứa ở trong cái thức thứ 8 là tàn a lại gia thức. Và nó phản chiếu vọng ra ngoài. Và nó làm điên đảo bản tâm của những người vô trí. À, quý vị thấy những người vô trí mà khi mà họ được giàu sang, họ được có vợ đẹp con xinh, họ được có những cái tài sản mà nhiều, thì họ sao? Họ rất là ưa thích, họ không còn muốn là tu nữa, họ muốn hưởng thụ. Mà những cái hưởng thụ này nó chính là sự giả dối, nó đâu phải chân thật đâu. Nếu mà nó chân thật thì thật sự ra Đức Phật không có thị hiện trong cái cõi ta bà này để dạy cho chúng sinh thoát khỏi những cái mầm phiền não và đau khổ. Chúng ta đến đây chỉ là một cái lớp học tạm thời và giả tạm. Những cái nhà cửa, xe hơi, ruộng vườn, con cái chỉ là cái nhân duyên để mà nó tạo tác trong cái cuộc đời này. Và sau cùng là chúng ta đi với hai bàn tay không. Chúng ta chỉ mang được những gì mà chúng ta học ở trong thế gian này. Đó là những cái pháp của sức thế gian. Những cái pháp mà làm cho bản tâm nó được an tịnh. Nó làm cho bản tâm được siêu thoát ra khỏi cái lục đạo luân hồi. Nhưng mà người vô trí thì họ bám víu vào ở trong cái cảnh ưa thích này. Do đó họ suốt đời họ nằm ở trong cái luật nhân quả. Theo luật nhân quả thì người bố thí biết nhẫn nhục thì họ sanh vào những cái chỗ cao quý. Những người mà không có biết bố thí, không biết nhẫn nhục, không biết thương chúng sinh thì họ sanh vào trong những gia đình bần hàn. Những người mà họ tu về thập thiện giới thì họ sinh vào trong cái lục dục thiên.
Những người mà họ tả từ luôn dâm dục, họ không còn nghĩ đến dâm dục nữa, và tâm của họ hàng ngày càng ngày càng tinh tấn và thanh tịnh, thì họ sanh vào ở trong cái cảnh sắc giới thiên. Thành ra quý vị thấy rằng tất cả những cái đó là những cái tập khí mà Đức Phật gọi là tập khí vô thị, nó nằm ở trong cái bản tâm, và hôm nay nó chiếu rọi ra thôi. Quý vị thấy nực cười vô cùng là cảnh giới này do bản tâm chiếu rọi ra, nhưng mà người vô trí rồi họ rất là mê thích, họ ôm cảnh giới này, họ cho đây là một cảnh giới thật. Chính vì do họ nghĩ rằng đây là cảnh giới thật, thành ra họ tạo tác đủ hết, và tạo tác này nó lại in hình ở trong tàng an lại gia thức, để nó đưa quý vị vào cái cuộc du hành mà không có thời gian. Tất nhiên là quý vị đang bị luân hồi trong cái sáu đường lục đạo vậy. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Đại Huệ, các bậc tu hành nhập chánh định vì sức mạnh của tập quán nổi lên một cách vi tế, khó biết nên nghĩ rằng ta đã nhập được tam muội, diệt được các thức. Song kỳ thật, họ nhập tam muội chưa diệt được các thức và chưa diệt được các tập khí. Chỉ vì họ không chấp lấy cảnh nên họ gọi là thức diệt. À, đây là một cái giai đoạn rất là quan trọng cho những người mà tự tu. Quý vị thấy rõ ràng trong kinh văn đã dạy rõ ràng là khi mà chúng ta nhập định, trong cái nhập định này mà chúng ta còn có khởi một cái sự nghĩ rằng cái cảnh giới mà chúng ta đang nhập định nó quá thanh tịnh, hay là cảnh giới này nó quá an lạc, thì quý vị chưa diệt được thức. Là tại sao? Là tại vì cái gì nghĩ cái sự thanh tịnh, cái gì nghĩ cái tâm đang an lạc, tất nhiên là di tế thức vẫn còn. Quý vị thấy Đức Phật dạy rõ ràng không? Bởi vì đây là một cái cuốn kinh mà đưa chúng sanh từ phàm lên thánh, thành ra Đức Phật dạy một cách rất là rõ ràng. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật ngài phá vỡ đi những cái mà thanh tịnh và những cái mà an lạc của tâm, thì bây giờ quý vị vào trong cảnh giới mà quý vị thấy được những cảnh giới như là đi du ngoạn ở khắp cảnh này cảnh kia, là tất nhiên quý vị vào cảnh giới ma. Ngoại trừ những bậc Bồ Tát mà đẳng giác các ngài đắc du hí thần thông thì khác. Các ngài đắc du hí thần thông là các ngài từ ở trong du hí thần thông, các ngài vào trong các cung trời, hay là các ngài vào ở trong các cõi Phật độ. Còn chúng ta đang tu mà chúng ta chưa được cái du hí thần thông, mà chúng ta cảm thấy rằng cái cảnh giới nó hiện tiền, tất nhiên là cảnh giới ma, cảnh giới của tưởng thức nó hiện thành. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái đoạn kinh văn này nó dạy về cái sự nhập định tu hành. Nói đến cái nhập định là chúng ta phải biết rằng người tu phá cái vọng động để trở về bản tánh thanh tịnh. Mà khi mà mình đang sống ở trong cái bản tánh thanh tịnh thì cái danh xưng của tu thiền gọi là nhập định. Có những người mà họ ngồi thiền định, họ nhập định được, nhưng mà họ vẫn cảm nhận được rằng cái bản tâm của họ lặng yên. Họ cảm nhận được rằng ở trong cảnh giới vắng lặng, và họ cho rằng đây là họ nhập được cái chánh định, họ tiêu diệt được các thức. Nhưng thật ra thì các thức này di tế nó vẫn hiện hình qua các cảm giác, mà quý vị đã thấy được cái tướng trạng của cảnh giới thiền định. A Di Đà Phật. Hôm nay cái cuốn kinh này nó mở bài để cho quý vị thấy rằng dầu trong cảnh giới thiền định mà chúng ta còn phiêu được nó, còn nhận được nó, là chúng ta vẫn còn nằm ở trong di tế thức, vẫn còn nhận biết được, chưa tiêu diệt được. Như vậy thì những người mà họ đi đến cái chỗ mà cao rồi như thế nào? Họ đi đến cao rồi họ không có cảm giác giống như là mình, giống như những người mà vẫn còn di tế thức. Có nghĩa là trong bốn tướng quay nghi đi đứng nằm hồi của họ, họ đều hoàn toàn thanh tịnh rồi, họ cũng không có phát khởi rằng họ biết đó là sự thanh tịnh. Bởi vì họ đã thanh tịnh thì có cái cảnh giới thanh tịnh nào để mà so sánh nữa. Chẳng hạn như tên của quý vị là A hay B mà người ta nói ông đó là A rồi, thì không còn một cảnh giới nào A ngoài ông A đó nữa. Thầy mong rằng những cái bậc thượng căn nghe đến cái đoạn này quý vị hiểu được.
Vì vậy mà những người mà tu mà còn cảm thấy có cảnh giới là quý vị biết rằng thức chưa diệt. Có vậy thôi. Dầu cảnh giới đó là cảnh giới rất là thanh tịnh, rất là an lạc. Nhưng mà đó là di tế của thức. Sở dĩ mà những người thiền định họ được cảnh giới này là do họ diệt được cái cảnh ở bên ngoài. Và khi mà họ vào trong nhập định á, thì cái tâm nó mường tượng như là tiêu diệt được các thức. Nhưng mà thật sự các thức vẫn còn. Mà hãy di tế thức nó vẫn còn, nó chưa tiêu diệt á, thì tập khí ở trong tàng a lại gia thức nó không được tiêu trừ. Do đó quý vị thấy những người mà họ tu đó, mà họ còn cái di tế thức đó, mà không có thầy hướng dẫn đó, thì họ vỗ ngực họ xưng rằng họ đã nhập định được. Và họ vỗ ngực họ xưng rằng họ là bậc thánh giả này, thánh giả kia. Tất cả đều lạc vào ở trong con đường ma tưởng. Bởi vậy khi mà quý vị thấy rằng Ngài Lương Vũ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma, đối diện với trẫm là ai? Ngài Bồ Đề Đạt Ma trả lời không biết. Đây là chỉ đến cảnh giới tuyệt diệu ở trong bản thân. Không còn một cái thứ mà di tế cảm giác gì nữa hết. Nhưng mà ta không thể nói miệng được. Chúng ta phải tu hành để đến được những cảnh giới này. Chứ nói miệng thì thật sự ai cũng nói được hết á. Nói ba tăng kỳ kiếp ai nói ra cũng được hết. Nhưng mà trải qua ba tăng kỳ kiếp là một thời gian vô lượng vô số kiếp. Thầy mong rằng tất cả quý đại chúng nên thực hành tu, đừng tu khẩu đầu thiền. Có nghĩa là đừng nên nói mà nó hay, ha, nói mà cho nó để cho mọi người khâm phục. Nhưng mà thật sự ra là những cái câu này mình ăn cắp từ những cái bậc cổ đức đi trước. Hay nói đúng hơn là mình nhai lại những cái bã rác của những người đi trước đã nhả ra. Mà hiện nay thì hầu như là những cái người mà họ tu khẩu đầu thiền là họ nhai lại những bã rác của những người đi trước. Như vậy thì khi mà mình tiêu diệt được cái tập khí đó thì không có còn cảnh thọ thọ được những cái cảnh giới mà thầy mới vừa trình bày. Và khi mà tập khí nó tiêu trừ rồi đó thì cái tham sân si phiền não, những cái điều này tự nhiên nó tan biến mất. Quý vị nên nhớ rằng trong cái bản tâm của quý vị nó có những cái điều vướng mắc, chẳng hạn như tham sân si ái dục diễm. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng nó có pháp, nó hiện hành thì nó có pháp đối trị. Nên nhớ điều đó. Những người mà dâm dục á, thì Đức Như Lai Ngài dạy những phương pháp khác để đối trừ cái sự dâm dục. Những người mà không còn sự dâm dục đó, thì họ dạy cái pháp để đi vào trong cái sự thanh tịnh của bản thân. Thành ra cái pháp mà dạy thiền đó không phải là một cái pháp nghĩa là đơn thuần, mà nó pháp tùy theo căn cơ của chúng sinh mà chỉ dạy. Chẳng hạn như cái người này họ không có còn cái tâm dâm dục nữa, họ đến tu thiền mà mình dạy cho họ 36 phép bất tịnh quán là mình dạy sai thôi. Họ đâu có mà dâm dục đâu mà dạy cho họ phép bất tịnh quán. Rồi những người mà tâm họ còn dâm dục, tự nhiên lại mình dạy cho họ cái cách tu chỉ, thì họ làm sao mà họ phá được cái sự dâm dục? A-di-đà Phật. Thành ra những cái vị thầy mà dạy đạo là những vị thầy phải biết căn cơ của chúng sinh. Tùy cái căn cơ của chúng sinh mà mình hướng dẫn người ta tu, chứ không phải là cứng nhắc trong một cái đường tu đó. Bởi vì một cái người mà đã đắc đạo rồi đó, thì họ vô số tam muội để mà họ dạy. Chứ họ không phải là một tâm muội một mà họ dạy đâu. Họ vô số tâm muội và biện tài để họ dạy. Như vậy thì khi mà một người mà chưa diệt được cái tập khí từ vô thủy á, thì người này sẽ còn cái tâm vọng tưởng rất là mạnh.
Và cái tâm này nó chỉ đi trở về trong cái sự thanh tịnh là khi mà cái người đó nhờ cái sức thiền na tiêu diệt được tập khí, thì bây giờ cái tâm tham sân và si phiền não nó sẽ biến mất, và người này sẽ đứng ở trên cái gió bát phong. A Di Đà Phật, hầu hết là những cái chúng sinh mà còn cái thức đó, khi mà bát phong thổi là chịu không nổi đâu. Có những người mà họ nói rất là cao, họ nói rất là cao siêu, họ nói rằng họ chứng này chứng kia, nhưng mà khi mà chúng ta chê họ cái là cái mặt mày của họ đỏ rằn, hay là họ đang ăn cơm mà chúng ta chỉ chê một cái gì mà ở cái phẩm hạnh họ là tay chân họ run rẩy, cái chén cơm đó họ cầm muốn không vững. Chúng ta là những người đã tiêu diệt cái tập khí rồi đó, thì chúng ta không có hành động này, bởi vì bát phong không có làm cho chấn động ở trong cái bản thân. Một người mà đang ngồi nghe pháp, nghe tin cha mẹ vừa mới qua đời là tay chân họ run rẩy hết, mặt mày họ tái xanh hết. Đây là cái người mà chưa tu, hay là cái người chưa diệt thức. Cái người đã diệt thức rồi thì cha mẹ mất hay là ông bà mất thì họ nói đem chôn. Có vậy thôi. Bởi vì những người mà thượng trí thì họ biết cảnh đời này là cảnh giả dối, trước sau gì cũng phải ra đi hết á. Mình nhìn những người mà chết trước rồi mình cũng đi kế tiếp theo. Thành ra đâu có gì mà ngạc nhiên trong cái thế giới này đâu. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Đại Huệ: hành tướng của tạng thức rất là vi tế, trừ chư Phật và các chư đại Bồ Tát đã an trú trong các địa, ngoài ra năng lực định và tuệ của hàng nhị thừa ngoại đạo không thể biết được. Chỉ có những bậc tu hành như thật, dùng trí huệ biết rõ tướng các giai đoạn tu hành, thông đạt nghĩa lý, rộng tu thiện căn, ở vô lượng cõi Phật, không làm sự phân biệt những cảnh do tự tâm làm thấy, thì mới có thể biết được. Đại Huệ, các bậc tu hành ưa ở chỗ núi rừng, tu các bậc cao, vừa hay thấp, có thể thấy được hình trạng của tâm, được tam muội tự tại thần thông, và chư Phật lấy nước cam lộ rưới đầu, Bồ Tát dây quanh biết rõ các cảnh giới do tâm ý ý thức làm nên, vượt qua biển lớn vô trí, sinh tử ái nghiệp. Bởi thế các ông nên gần gũi các chư Phật, các chư Bồ Tát, các vị thiện tri thức, tu hành đúng như chân thật. A Di Đà Phật, quý vị thấy qua cái đoạn kinh này thì Đức Phật dạy cho Bồ Tát Đại Huệ về hành trạng của tạng A Lại Gia Thức. Cái thức này nó là rất là vi tế. Những cái bậc mà như là chư thiên nè, những cái bậc như là A-la-hán nè, những cái bậc như là Bích Chi Phật nè, những cái bậc như là Độc Giác Phật, thì không có thấy được cái sự vi tế của tạng A-lại gia thức này. Là tại sao? Là tại vì những bậc này chỉ mới phá được cái thức thứ bảy là Mạt Na thức mà thôi, chứ tạng A-lại gia thức chưa có phá được. Mà tạng A-lại gia thức chưa phá được thì tập khí vô thủy từ vô lượng kiếp nó vẫn còn nằm ở trong đây. Những cái cảnh trạng mà của di tế, của cái tư tưởng nó nằm ở trong tạng A-lại gia thức đó, thì những cái người mà đã trải qua cái vô lượng kiếp số tu ở vô lượng của cõi Phật đó, thì những vị này nhờ cái kinh nghiệm tu họ mới thấy rõ ràng. Và những cái bậc mà xuất gia hành thiền, mà những bậc ở nơi núi rừng, họ xa lánh cái cõi thế gian này, họ ở nơi u tịch, và họ quán, họ đã thấy tướng trạng của bản tâm, họ đạt được những cái tam muội thần thông, họ đã được chư Phật quán đảnh, thì những vị này mới thấy được di tế của bản tâm và hiểu rõ ràng tất cả những cảnh giới bên ngoài là do tự tâm biến hiện ra, do đó họ không còn vướng mắc, họ không còn sai đắm, họ mới vượt qua được cái biển ngu si, họ mới vượt qua được cái biển sinh tử, họ diệt được tất cả những cái ái, những cái ái dục, và họ đắc được cái an lạc niết bàn.
Thành ra quý vị thấy cái thiền nó rất là hay. Nhờ cái thiền định mà quý vị mới thấy rõ ràng tướng trạng nó ẩn nấp ở trong cái tàng hồn gia thức. Và quý vị diệt được cái tướng trạng này thì tâm quý vị tự động nó sẽ chuyển về cái chỗ thanh tịnh hoàn toàn. Cái kinh Đại Thừa là những cái kinh mà rất là tuyệt vời. Tại vì thầy nghiên cứu nhiều cái bản kinh Đại Thừa, thầy biết tuyệt vời vô cùng. Mặc dầu đọc lên chúng ta không hiểu, nhưng mà chúng ta chịu khó ngồi lại suy tưởng, chúng ta sẽ thấy được ẩn ý của Như Lai hay vô cùng. Mà quý vị thấy rằng từ xưa tới giờ có người nào chịu ngồi thiền để mà hiểu ẩn ý của kinh đâu? Hầu như là họ lấy kinh họ làm cái công phu không à? À, họ tụng kinh họ làm công phu à, chẳng hạn như họ tụng Pháp Hoa. À, họ xúm lại vừa tăng sĩ vừa Phật tử, họ tụng một cái phẩm kinh Pháp Hoa cái họ họ ngừng lại, họ nói thôi đủ rồi, công phu vậy đủ rồi, cái rồi cái ngày mai họ lại tụng như vậy. Quý vị tụng trong danh tướng vậy làm sao quý vị phá được cái tâm tham sân si nó nằm ở trong ngủ ngầm trong cái tàng á lại giới thức. Cái tàng á lại giới thức chỉ có dùng thiền định mới mới thâm nhập được vào ở trong đó để mà phá vỡ nó mà thôi. Còn ngoài ra tất cả những văn tự, danh tướng, thần chú, thần bùa gì cũng không có thể vào được trong cái tàng A-lại gia thức hết. Thành ra thầy nghiên cứu kinh Đại Thừa, thầy thấy cứu cánh rất là hay. Cứu cánh là sau cùng đưa chúng sinh vào ở trong cái sự giải thoát hoàn toàn. Không còn vướng mắc tất cả những hình 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 thức ở bên ngoài nữa. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp, Thế Tôn nói kệ: Như ba đào biển lớn đều do gió mạnh thổi, sóng lớn khua biển, không lúc nào dừng nghỉ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy thường thường khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngài giảng một cái bài pháp nào đó thì thường thường để cho chúng sinh mà dễ mà nhớ đó, ngài mới làm một cái câu kệ. Mà thường thường quý vị đọc một cái câu kinh đó, thì nó khó nhớ hơn là đọc câu kệ. Câu kệ nó giống như là một cái văn chương nó có dành sẵn rồi, thành ra mình đọc về câu kệ mình rất là dễ nhớ à, quý vị thấy không? Thành ra Đức Phật ngài là cái bậc mà kêu là đạt đến chỗ mà toàn năng toàn giác rồi. Thành ra Đức Phật biết rằng nếu mà ngài chỉ nói qua cái thuyết pháp thôi thì nó sẽ không có ghi nhận ở trong tâm chúng sinh đầy đủ. Vì thế mà ngài nói thêm kệ để chi? Để nó làm cho cái câu kệ này nó dễ để mà ghi nhận ở trong tâm chúng sinh. Như vậy thì bốn câu kệ trên là chỗ chỉ vọng tưởng của chúng sinh. Cái vọng tưởng này nó dí giống như là biển lớn mà lúc mà bị gió thổi mạnh vậy. Và quý vị nên biết rằng khi mà cái biển tự động nó đâu có sống đâu, nhưng mà khi mà bị gió thổi mạnh thì nó sanh ra muôn ngàn cái lượng sóng. Và những cái lượng sóng này nó không phải đánh ở biển không, mà nếu mà lượng sóng nó bị gió thổi lớn thì nó sẽ đánh vào trong cái sông ngòi, những cái rạch lớn nữa. Và cái sự dao động này á, quý vị muốn cho biển cả mà nó ngừng nghỉ, nó không có ngừng nghỉ được. Thì bây giờ Đức Phật dí giống như tâm chúng sinh vậy, cái vọng tưởng muốn nó ngừng nghỉ nó không bao giờ ngừng nghỉ được hết á. Đó là cái bốn câu kệ này Đức Phật nói rằng cái vọng tưởng của chúng sinh nó giống như vậy đó, không bao giờ nó ngừng nghỉ hết đó. Nó chỉ ngừng nghỉ khi nào quý vị phá được cái vọng tưởng, cái tưởng thức vi tế nó nằm ở trong tàng a lại gia. Và bởi vì năm căn của chúng ta đó nó là tạo tác, nó nắm cảnh giới bên ngoài nó đưa vào, do đó nó làm cho chúng ta phân biệt. Thành ra cái càng cái sự phân biệt nó càng lớn đó, thì muôn ngàn cái đợt sống vọng tưởng nó phát khởi ở trong tâm của chúng ta. Thành ra quý vị thấy những người mà họ tu đó, mà họ dạy đệ tử, họ học kiến văn ra nhiều đó, thì thầy bảo đảm ông thầy này ông chưa có đắc giải thoát. Bởi vì chưa đắc giải thoát thành ra cứu cánh của họ là cái phần văn tự. Văn tự càng nói giỏi càng nói hay thì người ta tưởng rằng mình đắc giải thoát, nhưng mà thật sự
càng đi vào trong cái văn tự, càng đi vào ở trong cái chỗ mà chắc tướng, thì quý vị càng khởi lên cái tập khí. Cái này, cái chỗ này đó là cái chỗ cứu cánh này. Chúng ta tu đang cần diệt của tập khí, chứ không phải chúng ta tu đang cần đưa những cái văn bản, những cái văn tự để vào trong cái tâm mình để nhớ nghĩ. Mà hầu như bây giờ người tu đều học để thuộc lòng những cái điều đó. Do đó tâm chúng ta làm sao an được? Quý vị tối ngày quý vị cứ đúc vào trong tâm quý vị toàn là những câu văn, những cái lời hay lẽ đẹp, để quý vị mai mốt quý vị ngồi đó rồi quý vị sổ ra, quý vị nói ra. Do đó quý vị làm sao thành đạo được? Cái người thành đạo là phải diệt kiến văn, một dao nhập trận chặt đi những cái tập khí từ ở trong cái vô thủy nó sanh ra. Như vậy mới thành đạo. Mà bây giờ quý vị thấy không, mình ở ngoài đời mình đã học từ ở tiểu học rồi lên trung học rồi lên đại học, rồi ngày hôm nay vào tu rồi, mấy vị tăng sĩ mà họ họ còn chấp trước văn tự, họ bắt mình phải học Hán tự, họ bắt mình phải học đủ những cái thứ mà kêu là lễ nghi lễ mễ của Phật giáo. Cái điều này nó đưa vào trong tâm mình một cái vọng tưởng như là muôn ngàn cái đợt sóng vậy đó. Làm sao mà thành đạo? Thành ra nhìn thấy rõ ràng những điều này, chúng ta rất là thương xót cho những người tu trong vô trí. Quý vị càng kiến văn càng ít, quý vị càng nhập định càng nhiều. Nó đi ngược vậy đó. Trên đường tu chúng ta đi vào bản tâm mà, chúng ta đâu đi vào sự tướng đâu. Cũng như hôm nay thầy ngồi giảng đạo cho quý vị, thật sự thầy không nắm bắt cái gì ở trong cái thuyết pháp này hết. Bổn phận thầy thuyết pháp thuyết xong thầy không còn nhớ gì hết. Thầy không có nắm bắt gì trong tâm thầy hết. Bây giờ kinh văn kế tiếp: biển tạng thức thường bị gió cảnh giới lay động, khiến những luồng sóng thức múa nhảy và chuyển sanh. Các màu xanh cùng đỏ, muối, mật và thạch nhũ, hoa trái ánh trời trăng, không khác không không khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái tám câu kệ trên thì Đức Phật Ngài diễn tả cái cảnh dao động của cái tàn a lại gia thức của mọi chúng sinh. Và các cái điều này nó được phát khởi là tại vì nó phát xuất từ ở trong lục căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý của chúng sinh. Bây giờ tất cả những cái màu sắc và cảnh giới bên ngoài thật sự nó không có giống nhau, nhưng mà nếu chúng ta quan sát kỹ thì tất cả những cảnh giới này nó đều từ tâm biến hiện phản chiếu ra. Vì thế mà Đức Như Lai Ngài tóm tắt gọn lại, Ngài diễn tả là muôn hoa vạn vật vũ trụ như mặt mặt trăng, mặt trời, thạch nhũ và dáng vật, nó đều không có gì khác biệt. Tại vì nó cùng từ ở trong cái bản tâm nó sanh ra vậy. Bây giờ kinh văn kế tiếp: nên biết cũng như thế, ý và bãi loại thức như biển cùng ba đào, do tâm hòa hợp sanh. Thí như nước biển động chuyển các luồng sóng lớn, tạng thức cũng như thế, sanh ra các loại thức. A Di Đà Phật. Bây giờ là tám câu kệ này là Đức Phật diễn tả cái sự nhận thức của chúng sinh, nó được biến hiện qua tám thức. Quý vị đọc thì quý vị thấy rằng lục căn ha, thì mình thấy lục căn thì nó chỉ có 6 phần thôi, nhưng mà ở đây là 8 thức rồi. Tại vì thầy trình bày để quý vị thấy rõ ràng 8 thức. Bây giờ mình đầu tiên, bây giờ mình nói về cái đầu tiên là nhãn thức. Nhãn thức tức như là cái sự nhận biết của con mắt. Khi quý vị thấy những cảnh sắc bên ngoài thì cái cảnh sắc bên ngoài này nó đưa qua cái cặp mắt, và cặp mắt này nó đưa vào ở bên trong và nó sanh ra cái sự phân biệt. Do đó gọi là nhãn thức. Thứ hai gọi là nhĩ thức. Đây là do cái sự nghe và phân biệt chấp trước của tai, cái lỗ tai mình đó. Thứ ba là tỷ thức, đây là những cái sự mà phân biệt mùi hương. Nếu mà chúng ta chỉ có tỷ căn và chúng ta chỉ có cái hương trần thôi, mà chúng ta không không có cái thêm cái thức nữa, thì chúng ta ngửi mùi hương chúng ta không nhận biết.
Chúng ta chỉ ngửi mùi hương vô thôi nhưng mà không nhận biết. Thành ra cái tỷ thức là nhận biết được mùi hương của các mùi vị ở bên ngoài. Thứ tư là thiệt thức, có nghĩa là sự nhận biết mùi vị của cái lưỡi của mình. Quý vị ăn cơm, hoặc quý vị nếm những cái món đồ ăn, quý vị biết được cái sự cay đắng mặn nồng của thức ăn là do cái thiệt thức nó sanh ra. Thứ năm là thân thức, tức như là sự nhận biết của thân qua cái sự tiếp xúc. Chẳng hạn như quý vị thấy thế gian có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân thì quý vị, cái thân quý vị cảm thấy là nó ấm áp. Mùa hạ thì quý vị thấy rằng thân thể quý vị nó nóng nực. Thu thì quý vị thấy rằng cái thời tiết nó hạ dần đi cái nóng, nhưng mà nó vẫn còn bị hơi mà ảm đạm. Rồi mùa đông thì quý vị thấy sao? Thân thân nhiệt của quý vị cảm thấy lạnh, là tại vì thân nhiệt của thân của quý vị tiếp xúc với cái thời tiết bên ngoài, mà mùa đông là cái mùa nó đang lạnh. Bây giờ thứ sáu là ý thức, tức như là sự phân biệt rõ ràng mọi việc qua sự truyền đạt của năm căn. Đây là ý thức. Rồi thứ bảy mà hồi đó tới giờ mọi người gì ít bao giờ biết được, đó là mạt na thức. Cái thức thứ bảy gọi là mạt na thức. Cái mạt na thức này là một cái tạp khí nó khởi tưởng, và cái mạt na thức này là nơi mà nó khởi tưởng ra các vọng tưởng. Có nghĩa là mạt na thức nó là vị chúa tể để nó điều khiển cái sáu cái thức đầu, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Mạt na thức nó điều khiển. Do đó một cái người mà phá xong cái mạt na thức á, thì người này sẽ lên cái vị trí, nếu mà về tu Bồ Tát hạnh á, sẽ lên cái thất địa Bồ Tát. Còn nếu mà tu bên tiểu thừa á, sẽ lên cái quả vị là A-la-hán. Rồi kế tiếp là cái thức thứ 8 á, gọi là tàng a lại gia thức, nhưng mà chúng ta gọi tắt là tạng thức. Đây là một cái thức mà chứa đựng tất cả hành vi tạo tác của bảy thức. Và vì có cái tạng thức này mà chúng ta mới có thời gian phân biệt ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu mà chúng ta không có tạng thức á, thì ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai không có. Và những người mà tu mà khi mà họ thanh tịnh rồi đó thì cái tàng a lại gia thức này nó mở ra. Do đó họ biết được nhiều kiếp họ tu ở thế giới nào, Đức Phật ở đó tên là gì. Và họ nhìn, chẳng những họ nhìn thấy được quá khứ, họ nhìn thấy được cái vị lai nữa. Hầu như là chúng ta nói rằng vị lai làm sao thấy được, nhưng mà thật sự ra trong cái vũ trụ này mọi sự nó đã có cái sự sắp đặt sẵn rồi. Khi mà nó có cái sự sắp đặt sẵn rồi thì nó chỉ chờ cái thời gian để nó phát xuất ra mà thôi. Thành ra quý vị thấy có những vị bậc thánh, chẳng hạn như Ngài Sư Tử, Ngài Tổ Sư Tử, Ngài biết rằng Ngài qua bên cái nước đó Ngài thuyết pháp thì sẽ bị ông vua lấy cái đầu. Nhưng vì phổ độ chúng sinh, và cũng vì cái mà quan gia nghiệp chướng từ nhiều đời với ông vua này, Ngài muốn trả cho sạch, thành ra Ngài phải ra đi. Thành ra quý vị thấy có những vị mà họ tu, họ chứng thánh, họ hiểu được cái quá khứ, hiện tại, vị lai, nhưng mà cái nghiệp họ phải trả, họ vẫn trả như thường, bắt buộc như vậy. Quý vị thấy Ngài vô não giết 999 người, mà trong lúc đó Ngài là vô minh, Ngài không phải là bậc tăng sĩ xuất gia. Sau này được Đức Phật phổ độ mới đi tu để mà xuất gia làm bậc tăng sĩ. Mà quý vị biết rằng khi mà Ngài vô tu, tự nhiên thân Ngài nổi những cái mục mà một giống như một ghẻ mà nó hôi thối á, mặc cà sa, áo mặc cà sa, nghĩa là mới vừa mặc vô một chút là nó đã thấm ướt rồi, những cái máu mủ của một ghẻ nó thấm ướt rồi. Ngài không biết thay bao nhiêu bộ áo, khổ não vô cùng, mà khổ não suốt đời như vậy đó. Là tại sao? Là tại vì cái nghiệp địa ngục nó chuyển qua cái nghiệp đau khổ của thân, đó là cái nghiệp mà những bậc đã sám hối, đã quy y rồi đó. Đó là nói những người mà họ còn vô minh, mà họ tạo nghiệp, họ còn bị như vậy đó. Thì đừng nói chi những vị tăng sĩ mà đã thọ giới mà lại
phá giới, thì cái cảnh giới của họ trong cái tương lai nó rất là đau khổ. Nó là một cái địa ngục thật sự. Thành ra cái nhân quả nó đã có hết rồi. Quý vị không có vượt được cái nhân quả đâu. Thành ra những người tu mà họ nói rằng ơi Đức Phật thí dụ mấy cái nhân quả để hù chúng sinh, để chúng sinh sợ, không phải hù quý vị đâu. Những điều này đều có thật hết á. Quý vị làm đi rồi quý vị thấy. Nhưng mà lúc mà mình thấy rồi, đó là lúc nước mắt mình tuôn rơi hoài đó. Quá đau khổ mà sống tuôn rơi. Bây giờ mình nghĩ mình ngu thì nó đã muộn rồi. Quý vị nên nhớ trên cuộc đời này, khi mình đấm đầu, đấm tay, đấm mặt của mình mà mình nói rằng mình ngu thì nó đã muộn rồi. Cái gì cũng vậy hết á. Vì thế nên cái người tu hành thì phải rõ tướng trạng các thức này. Để chi? Hiểu được nó thì chúng ta sẽ không bám víu vào nó. Và khi mà chúng ta không bám víu này thì những cái vọng tưởng không có nơi mà để nó sao? Nó lập thành để nó chắc. Thì bây giờ những cái làn sóng ở trong bản tâm tự động nó diệt mất. Và tâm mình tự nhiên được thanh tịnh. Thành ra quý vị thấy cái kinh Đại Từ hay không? Nó đi chỉ cho mình cái phương cách, và sau cùng nó đưa mình thẳng vào trong cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đi rất là rõ ràng. Không có dạy mà nó đi dòng gió. Nó không dạy đi vào sự tướng, nó đi vào trong cái bản thân. Thành ra bây giờ ở trong cái thời này cái người đọa rất là nhiều. Quý vị biết tại sao họ đọa không? Là tại vì họ chưa hiểu được ẩn nghĩa kinh mà dội làm thầy chúng sinh. Họ giảng những điều mà chính họ chưa biết. Mà hãy giảng những điều mà chưa biết đó, thì nó không có đi trúng cái sự thật. Mà không đi trúng sự thật, tất nhiên là mình giả dối. Mình thuyết pháp trong cái sự không chân thật. Mà thuyết pháp trong cái sự không chân thật thì cái địa ngục nó sẽ chờ mình. Nên nhớ điều đó. Kinh văn kế tiếp. Tâm ý cùng ý thức là nói về mặt tướng. Tướng tám thức không khác, không năng tướng sở tướng, như biển cùng ba đào, hai thứ không khác nhau. Các thức tâm cũng thế, cũng không thể khác được. Tâm hai chứa các nghiệp, ý tập hợp đủ thứ, liễu biệt gọi là ý thức, đối hiện cảnh có năm. A Di Đà Phật, bây giờ tới là 12 câu kệ ha. 12 câu kệ này thì quý vị thấy Đức Phật thuyết giảng về cái tướng trạng của các thức và sự khác biệt với nhau. Chẳng hạn như quý vị thấy mắt thì sao? Mắt thì thấy, tai thì nghe, mũi thì ngửi, lưỡi thì tiếp vị, thân thì tiếp xúc. Bây giờ mình nói rằng mắt không, mắt nghe được không? Vì là mình đặt cái vấn đề mắt nghe được không? A Di Đà Phật, nếu mà xét về cái tự tánh đó, thì các thức này nó không khác nhau. Nếu mà các thức này nó không khác nhau rồi đó, thì sao? Thì tai có thể thấy mà mắt có thể nghe. Cái điều này nó đã diễn tả qua cái kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Khi mà một cái người mà đã được một căn thanh tịnh thì các căn kia thanh tịnh theo. Và các căn nó đã thanh tịnh theo thì căn mắt nó có thể dùng được trong cái sáu căn. Có nghĩa là trong cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý nó sẽ chuyển tiếp với nhau mà nó sử dụng. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy rằng đây là mình nói người phàm thôi đó. Một cái người mà đuôi từ nhỏ tới lớn thì họ được cái lỗ tai rất là thính. Họ nghe và họ nhận biết sự vật hết. Đó là nói người phàm đó. Bây giờ mình nói người trí, mà khi mà họ đắc được cái sự duyên thông rồi, các căn mà đồng với nhau rồi, không có sự khác nhau, thì cái lỗ tai họ thấy, mắt họ nghe. Tại vì nó đã đồng căn với nhau rồi. Cái chỗ này là cái chỗ bậc thánh chứng mới biết được. Thành ra bây giờ nói thì quý vị chưa chứng, quý vị thấy rằng nói nó không đúng. Là tại vì hồi đó giờ chúng sinh nói rằng mắt thấy mà tai nghe. Nhưng mà những người đắc đạo thì người ta nói rằng mắt có thể nghe mà tai có thể thấy. Đây là cái chỗ mà các căn nó đã quy về một. Các căn quy về một thì căn nào cũng sử dụng được hết.
Do đó quý vị cố tu đi ha, để cho quy tất cả sáu căn nó quy về một. Thì bây giờ quý vị thử sử dụng cái thần thông, lấy con mắt để quý vị nghe, lấy lỗ tai để quý vị thấy nha. A Di Đà Phật. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Khi ấy thì Đại Huệ Bồ Tát hỏi Phật bằng một bài tụng như sau: các sắc tượng sanh đỏ hiện nơi thức chúng sinh, vì sao như sóng biển, xin Phật thương nói rõ. Đây là những cái câu mà hầu như là chúng sinh nào muốn tu cũng đều muốn biết hết. Do đó Bồ Tát Đại Huệ ngài trình bày bốn câu kệ này để nhờ Đức Thế Tôn mà giảng cho nó rõ nghĩa, để cho tất cả những chúng sinh trong cái thời đó và kể cả những chúng sinh trong cái thời vị lai này hiểu rõ để tu hành. Cái câu hỏi là: tất cả những cảnh sắc của vạn vật vũ trụ khi được nhận biết bởi các căn, tại sao nó được ví giống như là sóng biển lớn? Cái điều này nó nói lên là tại sao vọng tưởng cảnh giới bên ngoài làm dao động bản tâm thanh tịnh. Bây giờ thì thầy mời đại chúng lắng nghe cái câu trả lời của Đức Như Lai. Bởi vì đây là cái câu mà Bồ Tát Đại Huệ hỏi Đức Như Lai, thành ra quý vị lắng nghe Đức Như Lai trả lời tại sao. Đức Thế Tôn đáp: các sắc tượng sanh đỏ trong sống vốn không có, nói tâm khởi các tướng để khai ngộ phàm phu. À, quý vị thấy rõ ràng Đức Phật trình bày. Như vậy thì bốn câu kệ mà Đức Phật trình bày để trả lời cho Đại Huệ Bồ Tát nó rất là tuyệt vời. Bởi vì các những cái bậc mà thánh trí như là Đức Phật, như Bồ Tát, thì tâm vọng tưởng các ngài đã tiêu trừ rồi. Trong cái bản tâm của các ngài đâu còn vọng tưởng nữa. Trong bản tâm các ngài là thuần là những cái từ bi trí huệ để mà cứu độ, phổ độ chúng sinh mà thôi. Do đó trong cái tâm của các ngài nó là một cái biển mà nó không có còn sóng ba đào giống như chúng sinh nữa. Nhưng mà người phàm phu lại khác. Cái tâm nó nương theo sáu căn nên nó thường vướng mắc cái cảnh bên ngoài. Nó sanh ra cái vọng tưởng. Thành ra từ cái vọng tưởng này nó sanh ra sự u sầu. Nó sanh ra cái phiền não. Nó sanh ra cái sự mà uất chế. Nó sanh ra cái sự mà kêu là chán đời. Vì thế mà Đức Thế Tôn ngài giải thích rất là rõ ràng. Các tướng trạng bên ngoài có màu sắc khác nhau, thân cảnh khác xa nhau, là vì chúng sinh vô trí mà hiện thành. Đối với những bậc mà thánh trí thì cảnh giới này nó không phát khởi. Vì thế mới gọi là bậc thánh đắc vô sanh pháp nhận. Quý vị thấy rằng ngài Đại Huệ ngài hỏi câu cũng hay mà Đức Phật trả lời cũng tuyệt vời. Là tại vì những cái mà cái vọng tưởng mà nó sanh ra cái biển lớn như ba đào trong tâm là tại vì chúng sinh thôi. Chúng sinh là nó từ cái mắt tai mũi lưỡi thân ý nó tác hợp với sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài mà nó tạo thành cái sự vọng tưởng và phiền não. Các bậc thánh người ta đã tiêu diệt điều này rồi, thành ra tâm của họ là giống như là biển đã thanh tịnh, đã bằng yên, họ không còn cái điều này nữa. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Chứ thật ra vốn không khởi, tâm vốn lìa nắm giữ, năng thủ và sở thủ, cũng như sóng nước kia, thân nhà cửa tiền tài, hiện nơi thức chúng sinh, nên thấy có khởi sanh, cùng sống không sai khác. Bây giờ tiếp theo là 8 câu kệ này nữa. Thì 8 câu kệ này thì Đức Phật nói rõ về cái bản tâm. Cái bản tâm của nó đã vốn có sự thanh tịnh rồi. Nó không có sự nắm giữ, nó không có sự mà thủ xả một cái việc gì. Nhưng về mà do cái sự vô minh, do cái sự nhận thức sai lầm, và do vì cái sự yêu thích nhà cửa tiền tài, vợ đẹp con sinh, chúng sinh bị vướng mắc vào.
Chính vì vướng mắc vào cho nên chúng sinh sinh khởi ra biết bao nhiêu là những cái vọng tưởng trong tâm. Bây giờ nếu chúng ta mà buông xả là chúng ta không có dùng cái căn để mà tiếp xúc với sáu trần, thì tự nhiên tâm của chúng ta nó được cái sự thanh tịnh. Cái sự chấp thủ của các căn tự động nó diệt mất. Thì qua cái đoạn kinh này quý vị thấy rằng hôm nay mà chúng ta muốn đi vào trong cái tự tánh của bản tâm thì chúng ta phải đi thẳng vào ở trong cái sự tu hành thanh tịnh của tâm. Và chúng ta cũng không có khởi từ trong cái mắt tai mũi lưỡi thân và ý, cái sự ưa thích tiền tài của cải của thế gian. Những cái cảnh này nó giống như là cái cảnh mà nó tự trong tâm nó đã có rồi, nó biến hiện ra. Và chúng ta là những cái người mà đã tạo tác ra cảnh này là chúng ta là mê luyến. Giống như cuộc đời này quý vị thấy có những người họ là những cái kỹ sư, họ tạo tác ra những cái vật dụng của họ. Rồi họ lại mê luyến, họ không có muốn đi một cái thế giới nào khác. Họ ở đây để họ hưởng những cái sự tạo tác của họ. Thì giống như chúng sinh cũng vậy. Tất cả những cái nhân tố mà nó hiện ra ở bên ngoài như nhà, cửa, vợ, con, tiền tài, của cải là những nhân tố đó là đều tích tụ ở trong tàng ở lại gia thức do cái tạo tác của tập khí. Và chúng ta là những người vô trí, chúng ta tham đắm đó, ôm đó. Nhưng mà chúng ta làm được gì? Quý vị chết là quý vị mất hết rồi. Chẳng hạn như ngài Chuyển Luân Thánh Vương, khi ngài đến thế gian này thì tất cả bãi báo đều phải hiện thành. Nhưng mà ngài chết rồi là những bãi báo nó tan mất hết rồi. Những cái thành trì mà bằng vàng bạc lưu ly sa cừ mã não, ngài mất rồi 3 ngày sau là những cái đồ đó nó biến thành bùn liền, bùn sạch hết. Những cái ngọc nữ dôi báo, những cái thần hộ, thần giữ của, hay là những cái bánh xe mà để lưu hành ở trong không gian, nó đều biến mất hết. Cái điều này nói lên quý vị cũng vậy. Quý vị mà chỉ nhắm mắt một cái thôi là tất cả cảnh giới biến mất liền. Và cảnh giới này nó không phải ở đâu hết, từ cái sự tích lũy ở trong cái tàn ở lại gia thức nó biến hiện ra. Giống như cái dòng sông mà quý vị bơi trên sông, quý vị thấy mặt trăng nằm dưới sông y hệt vậy. Và những người mà thấy mặt trăng xong mà nhảy xuống ôm trăng thì đó là những người ngu vô cùng. Giống như chúng ta bây giờ cũng vậy. Chúng ta thấy cảnh giới này từ trong tâm nó hiện ra mà giờ chúng ta ôm nó để chúng ta ưa thích nó, để chúng ta triều mến nó, phải giống như là người mà nhảy xuống sông ôm trăng không? Y hệt vậy à? A Di Đà Phật. Cái trăng nó trên trời nhưng nó phản chiếu xuống mặt nước. Giống như cảnh giới từ ở bên ngoài của mình, nhưng mà thật sự nó là cái sự phản chiếu của tập khí nó nằm ở trong tàng thức. Do đó mà người khôn họ đâu có mà khởi vọng tưởng để họ ôm những cái tiền tài, những cái nhà cửa vật báo này. Do đó họ không có vướng mắc như vậy, thành ra tâm của họ thanh tịnh. Họ đạt đến sự giải thoát rất là dễ dàng. Trong cái thời buổi này là cái thời buổi mà gạo châu quỷ quế, thành ra quý vị thấy sao? Đến những người tu chân thật họ cũng phải nói những cái điều mà ngon ngọt để cho Phật tử cúng dường. Cái điều này là cái sự lợi dưỡng. Mình tu là Phật tử, mình có cái đạo phong là tự nhiên chúng sinh cúng dường. Không cần phải nói mà dụ dỗ hay là nói ngọt ngon để cho chúng sinh cúng dường. Tại vì những sự chân thật theo thời gian nó sẽ lộ ra hết. Quý vị tu giả, tu dối hay tu như thế nào, nó theo thời gian nó lộ ra hết. Do đó quý vị đâu có thể giữ được. Hôm nay thì cái kinh Lăng Già tới đây thầy tạm ngừng nghỉ, bởi vì cái bổn kinh này nó hay quá ha. Nó hay quá mà nó cũng giống như là sở chỉ mà hộ mệnh cho thầy. Tại sao thầy gọi là sở chỉ hộ mệnh cho thầy? Là tại vì cái quyển kinh này nó giống như là cái cuốn chỉ cuộc đời, thể mà kéo nó hết ra thì cái cuộc đời của thầy cũng đi theo. Thì nó là vậy. Thành ra cuốn kinh này nếu mà thầy giảng hết rồi thì thầy thấy rằng bây giờ mình đương ở thế gian này cũng vô ích thôi. Giống như mình ở lại thế gian giống như một người mà ở trong cái buổi tiệc tàn, nó không còn gì nữa hết. Thành ra chính vì cái quyển kinh này nó níu kéo cái mạng sống của thầy còn ở lại thế gian để làm những cái điều tốt đẹp chúng sinh.
Chứ nếu mà thầy giảng xong cái quyển kinh này giống như là cuốn chỉ cuộc đời nó xong hết rồi thì thầy ở đây làm gì nữa? Thì ra đi là vừa rồi, phải không? Ừ, A Di Đà Phật.